chào quý vị và tất cả các bạn. Xin thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý vị có một buổi tối tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Quý vị có thể thấy, vâng, khi Xuân Bắc bước ra sân khấu và khi máy quay bay lên trên để nhìn toàn cảnh sân khấu, quý vị có thể thấy trên sân khấu hiện nay đã là những logo và những màu sắc khác của nhà tài trợ. Và có lẽ đây là số đầu tiên của nhà tài trợ mới. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho Paradol cảm cúm. Vâng, chương trình điều hình bắt chữ do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất với sự tài trợ của Paradol cảm cúm được phát sóng thường xuyên vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ làm quen với hai người chơi trong chương trình hôm nay. Xin mời. Xin chào hai bạn. Chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút. Nào, xin mời bạn. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi hình bắt chữ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Quang Trung, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa báo chí truyền hình trường Cao đẳng Truyền hình tại Thường Tín, nay sát nhập vào thành phố Hà Nội. Tôi rất vui hôm nay được tham gia chương trình Đuổi hình bắt chữ và tôi hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay tôi sẽ đuổi được nhiều hình và bắt được thật nhiều chữ, và rất mong quý vị khán giả sẽ cổ vũ cho cả hai người chơi chúng tôi. Vâng. Người đầu tiên đó chính là bạn Quang Trung. Xin mời người tiếp theo. Mời bạn. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đuổi hình bắt chữ. Em tên là Dương Lan Linh, hiện tại em đang là học viên ở 12 Salon. Em rất vui được tham gia chương trình Đuổi hình bắt chữ và em mong toàn thể quý vị khán giả cổ vũ thật là nhiệt tình cho hai người chơi cũng như chương trình Đuổi hình bắt chữ. Em xin cảm ơn ạ. Người thứ hai đó chính là bạn Lan Linh. Vâng, bạn Lan Linh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết được hai người chơi trong chương trình hôm nay. Và ngay sau đây xin mời hai bạn hãy nhận những phần quà đầu tiên của chương trình dành cho hai bạn. Xin mời. Món quà đầu tiên gửi tặng cho hai bạn đó chính là một chiếc thẻ MTV Vietcombank. Khi sử dụng chiếc thẻ này, người sử dụng sẽ được nhận rất nhiều sự ưu ái, đặc biệt qua những vấn đề liên quan đến tài chính cũng như là giải trí. Thứ hai, món quà thứ hai đó chính là một cuốn tạp chí Truyền hình Hà Nội số mới nhất, và trên trang bìa quý vị và các bạn có thể thấy đó là Ngọc Anh và Mạnh Quân là hai ca sĩ đang được rất nhiều những bạn trẻ yêu mến. Vâng, và trong này đăng tải rất nhiều những thông tin mà chắc hẳn quý vị và các bạn nếu là những người yêu thích những chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thì các bạn sẽ rất quan tâm đến cuốn tạp chí Truyền hình Hà Nội. Xin gửi tặng bạn. Vâng. Và xin chúc hai bạn luôn bình tĩnh tự tin để giành điểm cao. Xin mời. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ nhất của chương trình, đó chính là Đuổi hình bắt chữ ngẫu hứng. Phần thi ngẫu hứng, phần thi đầu tiên của chúng ta. Trên màn hình có 9 miếng ghép và mỗi miếng ghép sẽ là một hình, tương ứng mỗi hình sẽ là một câu. Các bạn hãy nhấn chuông để giành quyền trả lời và khi trả lời đúng thì các bạn sẽ giành được 100 điểm. Tôi xin lưu ý, ở phần thi này mỗi bạn chỉ được trả lời duy nhất một lần mà thôi. Và hai bạn có 10 giây để trả lời. Sẵn sàng chưa ạ? Vâng, xin mời miếng ghép đầu tiên của phần thi ngẫu hứng. Đây là gì? Bình tĩnh, đây là gì? Đây là nhấn chuông. Xin mời. Xin mời. Cầu dao ạ. Rất chính xác, đó là cầu dao. Bộ phận của hình con dao dùng để đóng hay là ngắt chỗ đầu mối điện có điện áp từ 1000V trở lên. Cầu dao. Đôi khi cũng có người hiểu rằng đó là một cái cầu để nối những giao điểm, nối những giao điểm của những phần tiếp điện với nhau. Vâng, cầu dao. Xin hỏi bạn Linh là vừa rồi tôi thấy bạn không nhấn chuông nhưng bạn có trả lời đúng không ạ? Em có nhấn chuông ạ. Nhưng mà bạn nhấn chuông sau cho nên là chuông của bạn sẽ không kêu. Vâng ạ. Có người nhấn chuông trước, nhanh hơn, chậm hơn một chút thôi, cứ bình tĩnh. Xin mời miếng ghép thứ hai, đây là gì? Xin mời. Bóng chuyền ạ. Chưa chính xác. Cái gì được chuyển đây? Hãy bình tĩnh nào, phải nhấn chuông. Xin mời. Truyền hình ạ. Đáp án đúng của chúng ta là truyền hình, rất chính xác. Vâng. Truyền hình ảnh và âm thanh bằng sóng vô tuyến điện, truyền hình. Xin mời
Miếng ghép thứ ba đây là quân gì trong bàn cờ? Xin mời. Đánh cờ. Chưa chính xác. Xin mời tiếp tục phát hình. Đây là đáp án của chúng ta là, theo bạn là gì ạ? Đánh xe. Đánh xe, đúng, rất chính xác. Đó là đánh xe, là cách gọi khác của việc điều khiển xe hay lái xe. Đánh xe. Sau đây sẽ là một miếng ghép không đơn giản chút nào, nhưng lại cực kỳ đơn giản ở chỗ các bạn nhìn thấy gì, hành động như thế nào, ai đang làm gì, nói luôn thì chúng ta sẽ tìm được đáp án. Xin mời miếng ghép thứ tư. Ba từ. Chói chân gà. Chưa chính xác, bạn còn vẫn còn thiếu một dữ kiện nữa. Tiếp tục phát hình. Tiếp tục phát hình. Bạn nhìn thấy cái gì đấy ạ? Cái gì đấy ạ? Không, ở đây, 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 đây. Lúa à? Không phải lúa. Lúa thì chúng tôi sẽ vẽ có cái bông lúa, có hạt lúa. Đó là cỏ. Đó là cỏ. Vì sao tôi nói là cực kỳ đơn giản mà lại không đơn giản? Là bởi vì cỏ đang làm gì? Chói chân. Chói chân gà. Đúng rồi. Đáp án của chúng ta là cỏ chói gà. Có cái gì là chúng ta thấy luôn. Đó là rất đơn giản về hình, nhưng về câu thì khi xem đáp án tôi cũng nghĩ mãi là tôi đã nghe được đáp án này ở đâu chưa. Tôi xin giải nghĩa. Đáp án của chúng ta, cỏ chói gà. Cỏ mọc hoang nơi đất ẩm, gặp nhiều ở Bắc Cạn, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa. Cao trên 30 cm. Có 1 đến 3 thân, không mang lá, nhẵn và gầy. Lá có nhiều lông mềm dùng làm thuốc chữa ho và ho gà. Có cái hoa ở ngọn và có những cái chỉa ra bên cạnh bông hoa, có những cái lá. Vâng, cỏ chói gà. Xin mời miếng ghép thứ năm, đây là gì? CU là ký hiệu của gì? CU là cái ký hiệu của gì? Trong các nguyên tố hóa học, xin mời. Đồng. Bình cộng. Tĩnh nào. Cộng đồng ạ. Đáp án bạn đưa ra là cộng đồng. Bạn được cộng thêm 100 điểm, xin chúc mừng. Đó là cộng đồng. Tập hợp của những người có những điểm giống nhau làm thành một khối, như là một xã hội. Cộng đồng. Xin mời miếng ghép thứ 6. Gì đây? Là một hình không đơn giản và bản thân tôi cũng không thể gợi ý được. Ám chỉ những thứ già cũ thì vô dụng, không còn dùng được nữa. Câu này khó, câu này hiểm. Cành khô gỗ mục. Quá hiểm. Cành khô gỗ mục. Xin mời miếng ghép thứ 7. Đây là chân chim ạ. Đáp án đúng của chúng ta là chân chim. Xin chúc mừng với 100 điểm tiếp theo. Nghĩa đen là chân của con chim. Ở chân con chim thì có những cái khía, những cái vằn và những cái vảy nứt chằng chịt chân chim. Và sau này thì những đường nứt chằng chịt đó, những đường nứt chằng chịt trong cuộc sống người ta cũng gọi là chân chim. Cũng như là những vết nhăn ở khóe mắt hay là khóe môi thì của các cụ thì cũng được gọi là chân chim, đúng không ạ? Xin mời miếng ghép thứ 8. Chân gạch ạ. Phải nói rằng bạn là người rất xuất sắc, nhưng đáp án đúng của chúng ta lại không phải thế. Đây là 5, 4. Đây là rất đơn giản rồi, quý vị khán giả đã nhiều người nghĩ ra được rồi, nhưng mà tuyệt đối không nói. Đáp án của chúng ta là gạch chân. Vạch một đường thẳng dưới một câu hoặc một từ để nhấn, để gây sự chú ý. Gạch chân. Xin mời mình ghép thứ 9. Đây là gì? Gì đấy? Ai, như thế nào? Xin mời bạn. Thầy bói ạ. Chưa chính xác. Mặc áo như thế này
trong những cái chấn xong như thế này, phát hình tiếp tục, chuẩn bị nhấn chuông, còn một giây thôi. Đáp án của chúng ta là, thưa quý vị, tù mù. Cái gì đó không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn, tù mù. Xin mời miếng ghép thứ 10 trong phần thi thứ nhất. Đây là gì? Xin mời. Thêm bát, thêm đũa. Bạn lấy cơ sở nào, căn cứ nào để bạn đoán như vậy? Dạ, em nhìn thấy cái mâm cơm thì có đầy đủ bát đĩa rồi, còn có thêm cái đấy nữa thôi ạ. Còn thêm cái này nữa thôi ạ. Dạ vâng. Đáp án là? Thêm bát, thêm đũa. Bạn Linh này. Dạ. Bạn nói thì cứ nói bình thường, không cần phải nhún một cái đâu. Tôi để ý thôi. Đáp án đúng của chúng ta là thêm bát, thêm đũa, và xin chúc mừng bạn với sự xuất sắc của mình. Vâng, thêm bát, thêm đũa. Có thêm người ngồi vào bàn ăn nhưng không gây phiền hà gì, chỉ thêm cái bát với đũa trong bữa ăn mà thôi. Thêm bát, thêm đũa. Ở đây cũng là một câu mà trong cuộc sống chúng ta thường gặp. Khi đang bữa ăn, có một người khách đến chơi hoặc có một người bạn, chúng ta bảo thôi cứ ngồi vào đi, thêm bát, thêm đũa thôi, không ảnh hưởng gì cả. Thêm bát, thêm đũa. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem số điểm hai người chơi giành được qua phần thi thứ nhất. Bạn Lan Linh đang giành được 400 điểm, xin chúc mừng. Bạn Quang Trung đang giành được 200 điểm. Chúng ta đã biết số điểm hai người chơi, và bây giờ sẽ là phần 2 của chương trình, chúng ta đến với đuổi hình bắt chữ theo chủ đề. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề xe. Vẫn là 9 miếng ghép và mỗi miếng ghép vẫn là một hình, mỗi hình là một đáp án. Vẫn là 10 giây cho hai bạn trả lời và mỗi người chỉ được trả lời một lần. Tuy nhiên ở phần thi này, nếu các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ giành được 200 điểm. Sẵn sàng chưa? Chủ đề xe, tất cả mọi thứ đều liên quan đến xe. Xin mời miếng ghép đầu tiên. Gì đây? Xin mời. Xe bò ạ. Đáp án đúng của chúng ta là xe bò. Xin chúc mừng bạn. Xe thô sơ gồm hai bánh, khung gỗ, dùng trâu hoặc bò để kéo, thường dùng để chở lúa gạo. Xe bò. Xin mời miếng ghép thứ hai, đây là gì? Xin mời. Xe kéo ạ. Phải nhìn kỹ chứ. Chưa chính xác, tiếp tục. Xe đang thế nào đây? Xin mời. Xe đấu ạ. Xe đấu. Xe đấu là xe gì? Có lẽ cái này em vừa nghĩ ra. Đáp án đúng của chúng ta là xe chiến đấu. Bạn cũng có thể hỏi tôi là xe chiến đấu là xe gì, tôi sẽ giải thích ngay. Xe xích hoặc xe bánh lốp bọc thép hoàn toàn hoặc từng phần, có lắp những hệ thống vũ khí hoặc thiết bị để đảm bảo chiến đấu hoặc để chỉ huy trong quân sự. Xe chiến đấu. Xin mời miếng ghép thứ ba. Xin mời. Xe con ạ. Xe con. Bạn được cộng thêm 200 điểm, xin chúc mừng, đó là xe con. Cách gọi khác của ô tô con. Xin mời miếng ghép thứ tư, đây là. Chuẩn bị nhấn chuông, rất đơn giản, đây rất đơn giản thôi. Xin mời. Bình tĩnh ạ, đây là. Xe đạp ạ. Đáp án đúng của chúng ta là xe hai bánh, tay nắm gắn với bánh trước, dùng sức người đạp cho chuyển động, xe đạp. Tiếp theo sẽ là miếng ghép thứ 5. Đây là gì? Bình tĩnh nha. Xin mời. Xe buýt ạ. Bạn có nhìn thấy chiếc xe buýt nào mà màu xanh kẻ như này không? Không có đúng không? Đáp án là chưa chính xác. Xin mời. Xe du lịch ạ. Bạn rất xuất sắc và giành thêm cho mình 200 điểm nữa. Xe du lịch. Xe chuyên dùng của các hãng du lịch để chở khách đi. Đôi khi chúng ta còn gọi là ô tô du lịch. Đôi khi cũng không phải nhất thiết những cái xe này phải là của những hãng du lịch, mà đôi khi là cá nhân hay tập thể họ mua, họ cho thuê.
xe du lịch. Xin mời miếng ghép thứ 6. Xin mời. Xe chở hàng. Chưa chính xác, bạn phải hết sức bình tĩnh. Bạn phải nhìn thấy hàng đấy là gì, xin mời. Xe kéo á. Bạn dành thêm cho mình 200 điểm nữa, xin chúc mừng. Đó là xe kéo, loại xe hai bánh do người kéo bằng tay, chủ yếu dùng để chở người thời xa, nên còn thời xa xưa, cho nên còn gọi là xe tay, xe kéo. Xin mời miếng ghép thứ 7. Xe gì đây? Xe gì đây? Các bạn có thể thấy xe gì đấy ạ? Xe như thế nào đấy? Nó bơi qua sông ạ. Không bơi. Bơi nó phải thế này này. Còn đây là nó nó đi ạ, đi qua sông ạ. Nó đi nó phải thế này. Còn đây là xe lôi ạ. Lôi nó phải thế này. Gì ạ? Xe lội ạ? Đấy, xe lội nước. Bạn nghe thấy từ xe lội nước bao giờ chưa? Chưa. Bây giờ bạn nghe thấy rồi đấy. Còn bạn Trung? Em nghe rồi ạ. Đúng rồi, xe lội nước. Xe quân sự có thể chạy cả trên cạn và dưới nước. Xe lội nước. Xin mời miếng ghép thứ 8. Xin mời. Xe nôi ạ. Bạn được cộng thêm 200 điểm nữa. Xe cái chỗ đặt trẻ em nhỏ để nằm và đẩy đi được. Xe nôi. Còn 2 miếng ghép nữa để kết thúc phần thi thứ 2 nhá. Nào, xin mời miếng ghép thứ 9. Xin mời. Xe ngựa. Chưa chính xác. Gì đây? Xe ngựa thì đúng rồi, nhưng tôi nói là chưa chính xác. Xe ngựa có nhiều loại. Có nhiều loại. Đây là bạn có thể đếm được mấy con đấy ạ? Đáp án của chúng ta là, thưa quý vị, xe song mã. Xe do hai ngựa kéo. Đôi khi chúng ta có xe tam mã. Xin mời miếng ghép thứ 10 trong chủ đề xe. Đây là gì? Xin mời. Xe cứu hỏa. Rất chính xác, đó là xe cứu hỏa. Xe ô tô có thùng chứa nước nối với vòi hoặc là đầu ống phun nước để có thể chữa cháy, thường là sơn màu đỏ. Xe cứu hỏa. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy, ai gọi cứu hỏa có ngay, em chạy như bay, thét vang đường phố, đó chính là xe cứu hỏa. Chúng ta cùng xem số điểm mà hai người chơi giành được. Bạn Quang Trung đang giành 400 điểm. Bạn Lan Ninh đang giành 1.800 điểm. Bạn Trung thân mến, bạn phải hết sức bình tĩnh. Ở những câu sau của phần thi thứ hai, dường như tôi thấy bạn hơi bị mất tập trung. Hơi bị mất tập trung. Trả lời xong rồi em mới nghĩ ra đáp án ạ. Thế thì hay là còn 2-3 phần nữa bạn cầm luôn đáp án này rồi mình thi cho nhanh. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đến phần làm quen nhiều hơn với hai người chơi. My name Dương Lan Linh. Địa chỉ Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Công việc đang làm: học viên ở Dũng Hair Salon, địa chỉ 37 xã Đàm. Sở thích sẽ làm một designer. Dạ vâng ạ. Về tóc, về âm nhạc, nếu thiếu thì chết mất. Khả năng măm măm, có thể ăn không ngừng dù no bụng nhưng lại đói con mắt. Đặc biệt chỉ thích ăn vặt. Bạn thích ăn những gì? Em thích ăn nhiều thứ lắm ạ. Ví dụ như là kem sô-cô-la hoặc là bỏng ngô. Nói chung là cứ cái gì ăn được thì em sẽ ăn ạ. Chỉ là ăn vặt thôi ạ. Ăn vặt thôi. Thế còn bữa chính?
Bữa chính thì có thể là em bỏ hoặc là không ăn tại vì em ghét cơm lắm ạ. Cô hay ăn bánh mì không? Cũng hay ăn bánh mì ạ. Ờ, thế chuyển cơm thành bánh mì cũng chả sao cả. Đỡ phải nấu. Megastar đến để xem phim, để mâm bỏng ngô và uống Coca-Cola. Ở đây bạn có ghi một câu cảm thán. Yeah! Shopping. Sở thích là lượn lờ các shop. Còn về phần tính cách, cái này thì đừng hỏi. Sáng nắng, chiều mưa, tối giông bão. Cái buổi tối của bạn giông bão nó thường xảy ra như thế nào? Bão có thể giật đến cấp 12 hoặc là hơn ạ. Thế là giật lung tung cả đấy. Dạ vâng ạ. Chưa hết, còn cả tính mít ướt nữa, hay khóc kinh khủng. Tất cả những điều trên là miêu tả khá đầy đủ về Linh. Khá đầy đủ về Linh, còn nếu muốn biết hết thì hãy trở thành một người bạn của Linh. Điều cúng cuội, viết khó quá. Khi làm đơn xin tham gia, cũng như là khi được chơi với chương trình, Linh rất tự tin và sẽ giữ tinh thần đó đến phút cuối. Đúng là bạn rất tự tin. Nhưng tự tin thế mà bị anh Bắc vặn vẹo, chắc là hít hít hít. Nhưng không sao, được giáp lá cà với anh ý một lần cũng vui. Có một phần rất thú vị. Bạn sẽ cố gắng trở thành một nhà thiết kế tóc. Và nếu ai đó đủ can đảm thì Linh có thể tự tay tạo cho bạn một style mới, làm thay đổi bản thân cả về kiểu đầu hay là về quần áo. Dạ vâng ạ. Và thay đổi này có thể sinh thêm hoặc theo chiều hướng ngược lại. Hãy thử xem. Ai muốn thử? Em có thể nhờ anh Bắc thay đổi kiểu tóc và nhờ chú đạo diễn thay đổi kiểu trang phục được không ạ? Tự nhiên giao đầu cho bạn rồi chị lại khác, lại nhớ mãi ngày ấy thì chết tôi à. Ai sẵn sàng? Bạn Trung sẵn sàng ạ. Bạn Trung sẵn sàng. Em muốn có một cái nhìn mới khi lên truyền hình. Bạn nghĩ lại đi. Em chỉ hy vọng là Linh sẽ không làm đầu em thành để em về. Em bây giờ em cũng không thích ăn trứng lắm á. Không cần sao, nếu mà tạo một kiểu đầu giống như bạn Linh thì hai bạn thì là tổ có đôi, chả sao cả. Không vấn đề gì hết. Em sẽ thử ạ. Sẽ thử. Vâng, em muốn có cặp ạ. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn cho bạn Quang Trung với lòng dũng cảm của mình. Xin mời. Vâng, mọi người thấy thế nào ạ? Đấy. Thay đổi về phần đầu tóc cho anh Trung mà em còn thay đổi về cả cách ăn mặc với cả style của anh ý. Với một style mới, với một mái tóc mới, hiện nay có thể nói là bạn Quang Trung đang hiện lên rất là lung linh. Nghề nghiệp sinh viên năm thứ 2 khoa báo chí truyền hình trường Cao đẳng Truyền hình. Đôi nét về bản thân. Tính tình cởi mở, vui tính, rất dễ hòa đồng, đôi khi khá lạnh lùng. Sở thích, sở trường là chơi bóng chuyền, cầu lông, hát và đi du lịch. Sở đoản là chơi bóng đá. Lý do tham dự chương trình để rèn luyện sự tự tin khi đứng trước màn ảnh, vì đây cũng là chuyên ngành của bạn. Thử sức mình với thế giới kiến thức mênh mông và xem hôm nay mình đuổi được bao nhiêu hình, bắt được bao nhiêu chữ.
muốn giao lưu và học hỏi, và bạn có sở trường là đi du lịch hát. Hôm nay với một bộ trang phục rất mới một người bạn vừa thiết kế cho bạn, bạn có thể gửi tới ca khúc gì ạ? Dạ hôm nay em muốn gửi tới các bạn một ca khúc, đó là ca khúc Khúc Yêu Thương. Khúc Yêu Thương. Vâng, một tràng vỗ tay cho Khúc Yêu Thương. Xin mời. Người trang câu hát hân hoan, chúc nhau mùa lành. Bạn bè tôi siết tay ấm nồng. Chào mùa đã sang, ngàn hoa khoe sắc rộn ràng. Chào đón tất niên trong tay bè bạn. Thời gian trôi qua yêu thương, biết bao kỷ niệm. Bầu trời cao ánh sao hy vọng. Và tay nắm tay, lời ca vang mãi ngày nào. Cả thế giới như mở ra. Kỷ niệm nhiều mơ ước dưới mái trường. Nhiều lần ta ước mơ hai sao trên trời. Vòng tay thêm lớn từng ngày. Năm tháng qua đi cách xa vời vời. Dòng đời rồi cuốn trôi. Kỷ niệm rồi xa mãi không trở lại. Chỉ còn trong giấc mơ mỗi đêm yêu thương tràn về. Lời ca vẫn hát ngày nào. Năm tháng trao nhau tìm yêu. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ đếm ngược. Đuổi hình bắt chữ đếm ngược, đây là phần thi có thể nói là cuối cùng khi hai người thi đấu với nhau. Thường là rất căng thẳng. Trên màn hình vẫn là 9 miếng ghép và mỗi miếng ghép vẫn là một hình và mỗi hình vẫn là một câu. Ở mỗi câu, tức là mỗi đáp án của chúng ta sẽ có một ngân hàng 400 điểm. Số điểm đó sẽ bị đếm lùi trong vòng 20 giây. Lần này các bạn không phải chỉ được trả lời một lần, mà lần này các bạn được trả lời liên tục và liên tục đến khi nào tìm được đáp án đúng hoặc hết giờ thì thôi. Khi các bạn nhấn chuông, số điểm sẽ dừng lại. Nếu các bạn trả lời đúng, số điểm đó sẽ cộng thêm vào tài khoản của các bạn. Hai bạn sẵn sàng chưa ạ? Tôi xin lưu ý là khi các bạn nhấn chuông, phải bình tĩnh, đợi tôi mời trả lời, tránh sự nhầm lẫn. Xin mời, miếng ghép đầu tiên, đây là gì? Gì đây? Xin mời. Đứng tim ạ. Bạn được cộng 320 điểm, xin chúc mừng. Đó là đứng tim. Ở trạng thái xúc động mạnh, đột ngột, thường vì hoảng sợ, khiến tim như ngừng đập, đứng tim. Xin mời miếng ghép thứ hai. Đây là... Xin mời. Phao cứu trợ. Chưa chính xác. Lâu rồi không... Xin mời. Thả phao ạ. Chưa đúng. Lâu rồi không gặp một cô bé và qua 3 năm thì nhìn thấy cô ấy lớn như thế nào đấy ạ? Xin mời. Lớn nhanh như thổi ạ. Không đúng. Mà trông... Xin mời. Phổng phao ạ. Bạn được cộng 60 điểm. Đó là phổng phao. Lớn nhanh trông phổng phao. Khỏe mạnh. Xin mời miếng ghép thứ 3. Xin mời. Hoa tai ạ. Chưa chính xác. Dừng lại ở 260 điểm để tôi gợi ý. Các bạn nhìn thấy một con thú đây. Cái gì đây? Cái tai, đúng rồi. Và rồi bỗng nhiên cái tai lại trở thành bông hoa. Đấy là... Xin mời. Tài hoa. Chưa chính xác. Bình tĩnh. Bỗng nhiên cái tai lại trở thành bông hoa. Thì chúng ta cần phải như thế nào? Và cái tai nó không còn ở đây nữa. Tôi thành con ruồi. Thì tôi đã thế nào để thành con ruồi? Đã thế nào? Cứ từ đã, bình tĩnh. Biến. Đã biến. Ai biến? Xin mời. Tai biến hóa. Chưa đúng, xin mời. Tai biến ạ. Hoàn toàn đúng. Tai biến. Việc không may xảy ra một cách bất ngờ, gây thiệt hại lớn. Tai biến. Xin mời miếng ghép thứ 4. Xin mời. Điện hòa. Chưa chính xác.
hai từ. Trên màn hình các bạn thấy gì? Bấc đèn dầu cháy nở xòe như bông hoa, người ta gọi là hoa đèn. Hoa đèn. Xin mời miếng ghép thứ 5. Gì đây? Gì đây? Bình tĩnh, dừng lại ở 220 điểm. Đây là túi nước đi trên sa mạc. Một người đang khát cháy mà vớ được túi nước. Khi vồ vào túi nước thì trên đầu anh ta lại nghĩ đến những thỏi vàng. Xin mời. Bình tĩnh như bắt được vàng. Khi bắt được vàng rất ít người bình tĩnh. Mà là một cụm từ, bạn gần đúng rồi đấy, nhưng mà hãy tìm cái câu thành ngữ trong dân gian mà chúng ta thường nghe tốt nhất cơ, thường được nghe nhiều nhất cơ, không phải là bình tĩnh như bắt được vàng, mà là sáu mươi, bốn mươi. Vui sướng như bắt được vàng á? Gần đúng rồi. Hãy dừng ở 40 điểm. Gần đúng rồi, nhưng chỉ một từ thôi, thể hiện sự vui sướng. Nào, đôi khi về cấp độ nó thấp hơn vui sướng một tí. Xin mời, một từ. Hoan hỉ á? Một từ. Hoan hỉ, từ ghép, đúng, cũng là một từ, nhưng mà đây là một từ đơn, thể hiện trạng thái tình cảm. Mừng như bắt được vàng ạ. Bạn được cộng 40 điểm. Mừng như bắt được vàng, mừng vui phấn khởi như người bắt được vàng bạc châu báu, mừng như bắt được vàng. Xin mời miếng ghép thứ 6, đây là gì? Những người nổi tiếng. Xin mời. Sao ạ? Những người nổi tiếng. Xin mời. Sao bằng. Tôi không gợi ý, nó đang gợi ý dở, nó cứ cắt ngang. Bình tĩnh này, 200 điểm, 180 điểm. Dừng này. Xin mời. Ngôi sao ạ? Những người nổi tiếng, đặc biệt là diễn viên trong điện ảnh, thường được nói đến như là nào, bây giờ Brad Pitt chẳng hạn thì được gọi là cái gì đấy ạ? Của thế giới ạ? Ngôi sao nổi tiếng ạ. Chuyên về điện ảnh cơ, chuyên về những bộ phim. Thôi bây giờ tôi xin mời. Ngôi sao màn bạc ạ. Rất chính xác, đó là ngôi sao màn bạc. Bạn đã cộng thêm 140 điểm. Những người nổi tiếng trong giới điện ảnh được gọi là ngôi sao màn bạc. Xin mời miếng ghép thứ 7. Đây là gì đây? Thật là khó gợi ý. Đây là gì? Các bạn nhìn thấy gì? Cái màu chủ đạo là gì? Màu trắng ạ. Đúng rồi. Bây giờ tôi mới phân tích này. Các bạn nhìn thấy màu chủ đạo là màu trắng ạ. Và đây có rất nhiều người đang cười nói vui vẻ hoan hỉ với rất nhiều những món ăn ngon, thường là trong các bữa tiệc ạ. Đây là tên một album mới của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đáp án là Dạ Tiệc Trắng. Dạ Tiệc Trắng. Xin mời miếng ghép thứ 8. Đây là gì? Xin mời. Núp bóng ạ. Bạn được cộng 240 điểm. Đó là núp bóng, dựa vào ưu thế hay sự che chở của người khác. Núp bóng. Còn 2 miếng ghép nữa. Nào, bây giờ sẽ là miếng ghép thứ 9. Đây là. Anh ta làm gì? Hai hành động chính của anh ta là
xin mời. À, cuộn giấy hút thuốc ạ? Chưa chính xác. Đối với một người con gái xinh đẹp hay là một người đàn ông đẹp trai thường có những sự cái gì đối với người khác phái? Hai từ. Xin mời. Cuốn hút ạ. Bạn được cộng 160 điểm, đó là cuốn hút. Một động từ chỉ sự hấp dẫn, thu hút, cuốn hút. Xin mời miếng ghép thứ 10, đây là. Câu thành ngữ chỉ việc gặp may đúng lúc, đúng dịp. Câu thành ngữ chỉ việc gặp, xin mời. Ăn mày gặp chiếu manh ạ. Chưa chính xác. Xin mời. Ăn mày gặp chiếu rách ạ. Không phải. Vế sau của bạn ở câu đầu tiên trả lời là đúng, nhưng hãy thay chủ ngữ đi. Không phải ăn mày, mà một người, xin mời. No say lăn quay ra ngủ ạ. Bạn hãy chú ý đến lời gợi ý của tôi. Câu đầu tiên mà bạn Linh đưa ra là ăn mày gặp chiếu manh. Tôi nói là vế sau đúng, hãy thay chủ ngữ đi. Tức là gặp chiếu manh là đúng rồi. Xin mời. Ăn xin gặp chiếu manh ạ? Không đúng. Nói về trạng thái của con người cơ. Xin mời. Mệt gặp chiếu manh ạ? Gần đúng rồi. Xin hỏi bạn vào khoảng 2 giờ sáng thì trạng thái con người thường là rất... Xin mời. Buồn ngủ gặp chiếu manh ạ? Rất chính xác. Đó là buồn ngủ gặp chiếu manh. Câu thành ngữ thì được gặp may mắn, đúng dịp, buồn ngủ, gặp chiếu manh. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem số điểm mà hai người chơi giành được. Bạn Lan Linh đang giành 2.860 điểm. Bạn Quang Trung đang giành 940 điểm. Xin chúc mừng. Dù không muốn, tôi vẫn phải nói lời chia tay với bạn Quang Trung. Bạn ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được, cộng với quà của chương trình. Xin mời. Xin hỏi bạn tên là gì ạ? Em tên là Phượng ạ. Bạn Phượng đến đây cổ vũ cho ai? Em cổ vũ cho cả hai bạn ạ. Cổ vũ cho chương trình và cả hai bạn, đúng không ạ? Xin mời bạn Phượng hãy lựa chọn đáp án. Đáp án đã có, 1 phút, bắt đầu. Đây là thế này. Đấy. Ai ạ? Thực ra là đến giờ phút này là tôi muốn mời tất cả mọi người cơ. Đến. Đâu ạ? Đâu? Rồi, xin mời bạn áo tím ở hàng thứ hai đây. Dạ em thưa anh, đây có phải là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đây, rất chính xác. Xin hỏi bạn tên là gì ạ? Dạ, em tên là Trang ạ. Em đến cổ vũ cho bạn Trung ạ. Em học cùng lớp với bạn. À, học cùng lớp với bạn Trung. Xin cảm ơn bạn Trang rất nhiều. Xin mời bạn nhận quà của chương trình. Cảm ơn bạn. Vâng, em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bạn. Vâng, vẽ rất đơn giản mà lại rất chính xác. Xin mời bạn nhận quà của chương trình và nhà tài trợ. Thưa quý vị, 2.860 điểm là số điểm mà bạn Lan Linh giành được. Và Lan Linh chính là chủ nhân chiếc ghế đỏ trong chương trình đuổi hình bắt chữ hôm nay của chúng ta. Xin mời. Phần 4 của chương trình chỉ có một mình bạn với 60 giây.
và 25 ô chữ cái. Bạn bây giờ cảm thấy như thế nào? Em thì cảm thấy hơi lâng lâng một tí ạ. Lâng lâng. Lâng lâng như cảm giác bay trên máy bay hay là cảm giác uống rượu hay là cảm giác như thế nào? Có lẽ là đang ngồi trên mây ạ. À, đang ngồi trên mây. Không, bạn đang ngồi trên chiếc ghế đỏ. Vâng ạ. Chiếc ghế mà rất nhiều người tham gia chương trình đổi hình bắt chữ muốn ngồi. Nhưng bao giờ cũng thế, trong một chương trình chỉ có một người với số điểm cao hơn sẽ được là chủ nhân chiếc ghế đỏ. Trên màn hình có 25 ô chữ cái, được chia thành 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Bạn sẽ đi từ bên trái sang bên phải khuôn hình trong vòng 60 giây. Bạn được quyền trả lời liên tục, không cần bấm chuông nhé. Trả lời liên tục để tìm ra đáp án đúng. Câu nào khó quá bạn có thể bỏ qua. Bỏ qua nhiều quá ở mức thua độ thì bạn sẽ là người thua cuộc. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Xin mời, chữ A đây là gì? Tên một album của ca sĩ Thanh Hà. Búp bê con trai ạ. Hoàn toàn đúng, đó là búp bê con trai. Tiếp tục, đây là gì? Đây là gì? Buôn mây bán gió. Rất chính xác, đó là buôn mây bán gió. Hai câu rồi, bạn còn 37 giây nữa. Đây là gì? Quả gì, con gì, hai từ. Táo mèo. Rất chính xác, đó là táo mèo. Cố gắng lên, chỉ cần hai câu nữa thôi. Đây là gì? Hai mũi tên. Một mũi tên chỉ vào cái gì, một mũi tên chỉ vào cái gì. Là gì? Mặt phẳng dùng để chiếu hình ảnh lên gọi là màn. Màn gì? Hai từ. Màn hình hả? Không phải. Một mũi tên chỉ vào cái gì kia ở dưới. Bỏ qua. Đáp án của chúng ta là màn chiếu. Còn đây là gì? Tôi nói chỉ của cải nhiều sung túc. Tôi hơi bề thế niềm hãnh diện của người nông dân. Đây là gì? Giá như mà có thêm một chút thời gian nữa thì tôi nghĩ rằng với sự thông minh của mình, bạn sẽ là người chiến thắng một cách tuyệt đối. Thưa quý vị và các bạn, qua 60 giây, bạn Lan Linh của chúng ta trả lời thêm được 3 câu và tổng số điểm của bạn bây giờ là 3.160 điểm. Lan Linh sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đuổi hình bắt chữ đã kết thúc tại đây. Chương trình đuổi hình bắt chữ do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sản xuất với sự tài trợ của Paradol cảm cúm. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Thể thao Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.